Gái quê ăn chơi. Em ơi, thời buổi này mà còn để tóc này. Ừ, trông lỗi thời quá. Trời ơi, đẹp trai quá. Đủ, anh Nam. Anh Nam, trông em quê mùa lắm phải không anh? Sao lại quê? Anh yêu vẻ mộc mạc trong sáng của em. Mà kệ ai nói gì thì nói em à. Em vào chơi với chị Nhung một lát. Anh có việc gấp thì cứ đi đi nhé. Ừ, anh đi đây. Hai chị em nói chuyện vui vẻ nha. Ôi, chào em, mới tới chơi hả? Dạ, chị chơi đàn hay quá ạ. Nam đâu em? Anh Nam vừa chở em đến đây, nhưng bạn gọi có việc gì đó gấp, nên chạy xe đi luôn rồi chị ạ. À. Tối nay anh Nam sẽ dẫn em đi dự sinh nhật của bạn anh ấy chị ạ. À. Dạ, vậy là cậu ấy quyết định giới thiệu người yêu với bạn bè rồi đấy, thể hiện cho tốt vào nha. Chị... Trông em kìa, thời đại nào rồi mà còn thẹn thùng kiểu đó? Chả bù cho thanh niên bây giờ. Chị, trông em quê mùa lắm phải không chị? So với thanh niên bây giờ, thì đúng là trông em có hơi lỗi mốt. Vậy em phải làm sao ạ? À? Bạn bè anh ấy cười cho thì ngại lắm. Lại còn xấu mặt anh ấy nữa chứ. Hay là em có nên cắt tóc cho ngắn lại không chị? Cái đó tùy em quyết định. Cá nhân chị thấy em để tóc dài quá. Thời xưa thì không sao. Nhưng mà bây giờ phụ nữ hiện đại... Ít người để như thế lắm em à. Dạ, không biết anh Nam nó thấy em đẹp hơn mà chẳng thích hay sao. Quan trọng là em có muốn thay đổi hay không thôi. Thật ra nhiều lúc khi đi bên cạnh anh Nam, em chỉ sợ anh ấy xấu hổ vì em thôi chị ạ. Nhiều khi em tự hỏi, không biết mình có quá ích kỷ không khi không chịu thay đổi để đẹp hơn, xứng đáng hơn với tình yêu của mình. Chị nghĩ là em không hề ích kỷ. Em đã nghĩ rất nhiều cho Nam đó thôi. Vậy em sẽ thay đổi, chị giúp em nhé. Tất nhiên rồi. Trước tiên chị sẽ đưa cho em tới salon để cắt một kiểu tóc thật thời thượng. Wow, em xinh quá, đúng là không còn nhận ra em nữa. Rất trẻ, rất sang trọng và quyến rũ. Em cũng thấy đẹp hơn chị ạ. Nhưng em chưa quen lắm. Em sẽ quen ngay thôi. Nam mà nhìn thấy em sẽ ngất ngây luôn đó. Chắc anh Nam đến rồi. Em chào chị. Hai chị em vừa nghĩ đến em luôn. Nụ, là em đây hả? Em làm cái gì thế này? Anh Nam, em... Cậu thấy thế nào? Rất xinh đẹp đúng không? Nụ, sao em lại cắt mái tóc dài đi vậy? Lại còn mặc chiếc váy ngắn thế này nữa chứ. Em đang làm cái gì vậy? Em chỉ muốn thay đổi một chút. Em... Anh nhìn không quen. Anh muốn người yêu của mình là cô gái hiền dịu, mộc mạc như trước đây, chứ không phải cô gái sành điệu, ăn chơi thế này. Em... Anh luôn tự hào với bạn bè rằng bạn gái anh là cô gái giản dị, chân chất. Vậy mà giờ đây nhìn em xem. Thôi, không đi đâu nữa. Nam, cậu đúng là một kẻ ích kỷ. Chị Nhung, chị nói gì vậy? Chị à... Chị nói thế không đúng sao? Vì một mái tóc mà em nỡ đánh giá, nỡ xúc phạm người em yêu nhất hay sao? Để chị nói cho em biết, chính chị đã khuyến khích Nụ thay đổi kiểu tóc này đấy. Và Nụ cắt tóc hoàn toàn là vì em. Vì em sao? Đúng thế. Trong mắt con bé, em là một anh chàng có học thức, đẹp trai. Nụ luôn tự ti rằng ở bên em sẽ làm em mất mặt với bạn bè. Ba anh em.
đời cha nghèo quá, không để lại được gì cho các con. Giờ cha sắp gần đất xa trời, các con nhớ phải bảo ban nhau mà làm ăn, đừng để khổ như cha. Cha ơi, cha, cha ơi. Quê mình đất cằn sỏi đá, có canh tác thì cũng không được mùa. Hay là chúng ta rời quê đi khai khẩn vùng đất mới? Vâng, em cũng nghĩ vậy. Thế thì mai ba anh em chúng ta cùng lên đường sớm. Anh nghĩ đất đai chỗ này được đấy. Đây là vùng đất thịt nhẹ, đất cát pha, rất phù hợp với việc trồng dưa hấu. Vậy anh em ta dọn dẹp cỏ, khai hoang mảnh đất này, cày cuốc để trồng dưa hấu, thế nào cũng đạt năng suất cao. Vậy chúng ta nghỉ ngơi để mai bắt tay vào công việc thôi. Anh phân công thế này, mai anh rẫy cỏ, chú Hai cuốc đất, chú Út xới luống, như thế cho nhanh. Tranh việc nhàn nhã nhất thế. Chú Hai, chú gánh nước tưới dưa nhé. Còn chú Út, chịu khó đi xung quanh ruộng dưa để xua đám khỉ nhé. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, cẩn thận chúng nó lại phá tanh bành hết bây giờ. Vâng. Bao cút đi, định đến đây phá hoại hả? Không được đâu. Ngày mai anh sẽ lên chợ tìm người mua dưa. Các em ở nhà thu hoạch dần đi nhé. Anh cả, sao lúc nào anh cũng nhận phần việc nhẹ nhàng nhất thế? Đúng vậy, anh có biết là thu hoạch dưa vất vả lắm không? Anh đúng là cậy anh cả, bắt nạt các em. Các chú nói vậy mà nghe được à? Anh không đứng ra lo lắng, chỉ đạo thì các chú biết đường nào mà làm. Các chú là phận em út mà dám so bì như thế là hỗn láo. Em thấy anh cả bất công nên mới nói thôi. Cái ruộng dưa này công sức lớn nhất là của em, của anh nữa. Anh gánh nước tưới dưa đến u cả vai. Thôi thôi, các chú đừng có tranh công nữa. Tôi là anh cả, tôi lo lắng nhiều hơn. Giờ ruộng dưa bán đi, tôi phải được phần nhiều hơn hai chú. Phần lớn công của anh ư? Chính là do tôi vất vả cuốc xới, tưới nước dưa mới được xanh tốt. Này nhé, không có tôi mất công xua đuổi thú rừng thì ruộng dưa có được như bây giờ không? Đã thế tôi mặc kệ. Các chú muốn thu hoạch dưa, bán thế nào thì bán. Thế thì tôi cũng không thu hoạch dưa nữa. Các anh muốn làm gì thì làm. Thế tối nay tôi cũng chả thức canh ruộng dưa nữa. Các anh nhận là công của các anh cả, thì ra đấy mà canh đi. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Chú Hai, chú Ba đâu? Tối qua không ai trong ruộng dưa à? Ai cũng tranh nhau phần hơn. Để rồi ra nông nổi này đi. Bây giờ thì công cốc nhé. Bao nhiêu công sức anh em ta đổ xuống sông xuống bể cả rồi. Thật là cũng tại em cả. Thành quả tới nơi rồi mà không được hưởng. Âu cũng là vì cái sự ích kỷ, mất đoàn kết mà ra. Phép thử của tình yêu. Lan nè, quà anh tặng sinh nhật em đấy, hy vọng em sẽ thích. Ôi, đẹp quá. Mà anh lạ thật đấy, cần gì phải bày vẽ đâu. Chỉ cần anh đưa em đi dạo vòng quanh bờ hồ, cần gì phải quà cáp chi cho tốn kém. Anh không muốn em tủi thân, anh không giàu có gì để mua cho em những món quà đắt tiền. Chỉ có chiếc vòng đơn giản này thôi. Đẹp quá, em thích lắm anh ơi. Anh này, có khi nào anh tính tới chuyện mình sẽ kết hôn chưa? Có chứ, nhưng anh chỉ sợ anh nghèo khó, không lo nổi cho em được cuộc sống sung sướng mà thôi. Ngốc ơi, chỉ cần mình yêu nhau, tin tưởng nhau, không phản bội hay giấu giếm nhau điều gì, thì sướng khổ đâu có quan trọng gì anh.
Ai gọi thế anh? Sao anh không nghe máy đi? Alo, mẹ ạ? Mẹ nói sao? Có chuyện gì hả anh? Lan, anh có chuyện phải đi gấp, anh sẽ nói cho em nghe sao? Anh không đưa em về được, em... Không sao đâu, em tự về được mà. Anh đi cẩn thận nha. Anh sẽ gọi điện cho em sao? Không biết đã xảy ra chuyện gì mà anh ấy vội vàng thế chứ. Cũng may lúc bố con ngất liệm đi, mẹ đứng ngay cạnh. Nếu không thì... Dạo này trông bố con gầy đi nhiều quá. Cũng bởi ông ấy suy nghĩ nhiều cho công việc kinh doanh mà. Một mình quản lý cả tập đoàn hàng nghìn nhân viên, bao nhiêu việc phải lo lắng quán xuyến nữa mà. Hùng về rồi hả con? Bố tỉnh rồi à? Bố thấy trong người thế nào rồi? Hay để con gọi xe đưa bố vào viện kiểm tra tổng quát bố nha. Không, bố không sao. Bố khỏe rồi, chỉ cần nằm nghỉ một chút lại hồi sức ngay thôi mà. Không được, bố phải lo sức khỏe của mình. Nhỡ bố có mệnh hệ gì, mẹ con biết sống sao đây? Nếu lo cho bố như vậy thì con nhanh về quản lý công ty cho bố đi. Việc này không phải bố đã đồng ý với con rồi sao? Bố con nói đúng đấy. Con xem đi, sức khỏe của bố con càng ngày càng yếu rồi. Con không về quản lý công ty thay cho ông ấy thì còn định lông bông đến bao giờ nữa? Nhà cửa đàng hoàng không chịu ở, đòi đi ra thuê nhà, rồi làm việc lương ba cọc ba đồng, ăn mặc thì xoàng xỉnh, tiều tụy. Con nhìn con kìa, mẹ thật không hiểu nổi con nữa. Nhưng con mới ra trường, vẫn còn trẻ. Con muốn ra ngoài thử sức mình chứ không muốn ỷ lại vào bố mẹ. Mẹ không nghe người ta nói trường học không bằng trường đời hay sao? Bố hiểu con muốn tự lập, không muốn mang tiếng là con của gia đình tài phiệt. Nhưng mà con ơi, dạo này bố thấy sức khỏe của mình yếu hơn trước rất nhiều, e là khó có thể lãnh đạo công ty được như trước. Đã đến lúc con phải về rồi. Công ty này là bao tâm sức của bố, chẳng lẽ con đang tâm nhìn thấy nó có ngày bị sụp đổ sao? Thôi, bố đừng nói nữa. Sức khỏe của bố đang rất yếu, con cũng không thể ích kỷ chỉ suy nghĩ cho mình mãi được. Con sẽ về giúp bố quản lý công ty. Con suy nghĩ như vậy là phải lắm. Về làm một thời gian rồi nghĩ tới chuyện lấy vợ đi con. Giờ không biết phải mở lời với Lan thế nào, khi mình đã nói dối cô ấy về hoàn cảnh gia đình của mình đây. Từ trước tới nay mình luôn trong tình trạng một người không có tiền, lương ba cọc ba đồng. Liệu sau khi biết mình là con của một gia đình tài phiệt, cô ấy có suy nghĩ lợi dụng mình như những cô gái đã từng đến với mình trước đây không? Anh chịu khó một thời gian để em bòn rút hết tài sản của công tử nhà giàu tài phiệt đó, rồi sau đó chúng mình sẽ hưởng phúc nha. Trời ơi, không, Lan là cô gái tốt, cô ấy không giống với mấy người đó đâu. Nhưng làm sao mình có thể chắc chắn được điều ấy khi cô ấy biết thật sự về thân thế của mình? Cậu Hùng có nhà không? Dạ, cháu có nhà. Ôi, Lan, em mới đến chơi đấy à? Mời bác và em vào trong này. Cháu chào bác ạ. Bác đến thu tiền phòng tháng này. Dạ, của cháu hết bao nhiêu ạ? Tháng này hết 3.298.000. Thôi chết, cháu quên mất là tháng này cháu chưa lĩnh lương. Bác để thư thả cho cháu vài ngày nữa được không ạ? Gớm, suốt ngày cái câu quen thuộc quá. Thư với trả thả. Cậu liệu mà thanh toán tiền nhà cho tôi đi nghe chưa? Tháng nào cũng chậm đến cả nửa tháng. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Em nhớ hôm trước anh mới lĩnh lương mà. Tại tháng này công ty làm ăn khó khăn, lương bị giảm đi nhiều quá. Vừa nhận lương xong, trả nợ cũng hết rồi em ạ. Không sao đâu, để mà anh ra ngoài kiếm thêm vài cuốc xe ôm ngoài giờ làm. Hôm nay em ở lại, anh đi chợ mua đồ nấu cơm ăn nha. Thôi, lát em phải đi có việc rồi. Em đến trả tập tài liệu hôm trước anh để quên ở quán cà phê nè. Có khi nhìn thấy tình cảnh khốn khó của mình thế này, cô ấy sẽ suy nghĩ lại việc kết hôn với mình cũng nên. Tiền, sao lại có tiền ở trên bàn này chứ? Hay là... Lan à, có phải em để quên tiền trên bàn anh không? Dạ, sáng nay em mới lĩnh lương xong. Anh cầm số tiền đó mà đóng tiền trọ cho bác chủ nhà đi. Em sợ đưa trước mặt anh lại ngại không cầm nữa. Coi như em cho anh nợ, sau này em đòi cả lãi lẫn lời luôn.
mình phải sang nhà cảm ơn bác chủ nhà đã giúp mình có một phép thử tuyệt vời. Sao hôm nay anh lại dẫn em tới đây ăn? Đây là nhà của ai vậy? Trông cứ giống như tòa lâu đài trong truyện cổ tích ấy. Em cho anh nghỉ chút đã chứ, làm gì mà hỏi nhiều thế. Lan, đã đến lúc anh nói cho em biết sự thật rồi. Thật ra thì ngôi nhà này là của anh. Anh là con một gia đình tài phiệt, nhưng vì muốn ra ngoài tích lũy thêm kinh nghiệm và muốn độc lập nên anh mới tới công ty mình làm nhân viên văn phòng và được gặp em. Chuyện này... Anh xin lỗi đã giấu giếm em mọi chuyện, nhưng anh sợ em sẽ giống các cô gái khác, chỉ chú ý tới hoàn cảnh gia đình anh. Hôm bác chủ nhà đến thu tiền cũng là do anh nhờ đến để thử lòng em. Và đúng thật, em là một cô gái tốt, thật lòng với anh. Anh... Em bất ngờ lắm phải không? Em hãy đồng ý làm vợ anh nha. Anh sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian qua em đã vất vả vì anh. Anh làm em thất vọng lắm. Anh nghĩ rằng em sẽ vui lắm khi biết anh là thiếu gia nhà giàu có sao? Lan, em chạy đi đâu vậy? Lan, Lan. Lan à, mở cửa cho anh đi. Em sao vậy? Lan, mở cửa cho anh. Sao em lại khóc? Em làm sao vậy? Anh làm em buồn ư? Anh về đi. Tạm thời em không muốn gặp anh đâu. Em nói gì vậy? Trước đây, dù anh có nghèo khó, nhưng em đã yêu anh và từng nghĩ tới chuyện kết hôn với anh. Nhưng cả quãng thời gian dài như vậy mà anh vẫn giấu em về thân phận thật sự của anh. Điều đó chứng tỏ anh không hề tin em. Em xin lỗi, em không muốn chơi trò may rủi ấy trong cuộc hôn nhân của mình đâu. Anh về đi. Lan à, anh thật sự không muốn giấu em đâu. Nhưng trước đây các cô gái đến bên anh cũng chỉ vì gia sản nhà anh. Anh biết em không như vậy, nhưng mà anh đã sai khi muốn thử lòng em. Anh xin lỗi. Thôi, hôm nay em cứ nghỉ đi. Ngày mai, ngày kia, khi em bình tĩnh hơn, anh sẽ đến xin lỗi em. Chỉ cần em tha thứ, anh thề sẽ không bao giờ giấu em điều gì hết. Xin em hãy tin anh nha. Tình yêu không có chỗ cho phép thử. Hay có lẽ mình đã sai khi nghi ngờ cô ấy, nghi ngờ tình yêu của cô ấy. Phố mùa mưa bão. Dự báo thời tiết thành phố ngày hôm nay, trời có thể có mưa rào và dông vài nơi. Mọi người chú ý mang áo mưa và tránh những cây cao dễ đổ. Suốt ngày mưa gió, thật phiền phức. Trời ơi, suối quẩy quá, sắp muộn giờ làm rồi còn dính mưa nữa, phải nhanh lên mới được. Trời ơi, mưa mất rồi, bánh mì của tôi. Mưa đang kéo tới, mình lại đang muốn làm. Thôi kệ vậy, mấy người đằng sau không gấp như mình sẽ đỡ cô ấy thôi. Cô gái kia sao mà vô tâm thế? Đứng gần cô bánh mì mà không đỡ người ta vậy. Bạn nhà gần hơn mình, lại đi cùng đường. Mà đường này thông thoáng lắm cơ mà, tại sao để muộn với ướt sũng như thế? Tại trên đường tới đây, tớ gặp cô bán bánh mì ở ngã tư. Cô ấy bị đổ xe bánh mì, mà lúc ấy mưa đang ngập đến, nên tớ dừng lại để nhặt giúp. Chứ nếu muộn một chút nữa mưa xuống ào ào thì bánh của cô hỏng hết, tội nghiệp lắm. Ồ, may thật đấy, bánh mà ướt thì khổ thân cô ấy nhỉ. Ồ, chắc cô bánh mì sáng nay mình gặp đấy, tốt cho lắm vào mới bị ướt thế kia. May mà mình không dừng lại, chứ nếu không kiểu gì mình chả cảm lạnh. Trời mưa to quá, kiểu này bao giờ mới tạnh để về nhà đây? Không về hả Ngọc? Trời này còn lâu mới tạnh được. Về sớm đi, kẻo chút nữa mưa lớn ngập đường đấy. Ừ, các bạn về trước đi, mình đợi chút nữa rồi về. Đợi chút nữa xem sao. Hy vọng ngớt mưa, chứ mưa to thế này đi sao nổi. Đi về thôi cháu ơi, mưa to thế này rồi đợi không tạnh được đâu. Về để bác còn khóa cửa nữa.
Vâng ạ. Mưa to thế này, lại ngập nữa. Dắt xe thì bao giờ mới qua được? Thôi đánh liều phóng qua để còn về chứ. Thanh niên mà sao ý thức kém quá. Ngập thế này, đi thế thì hắt hết vào người khác. Bọn trẻ bây giờ vô tâm quá, chỉ nghĩ tới lợi ích của mình mà đi thật nhanh thôi. Đi về cho nhanh chứ đứng đấy dắt xe thì có mà bị tạt nước cũng đúng. Đi giữa đường phố, nước ngập đến đầu thế này, còn xuất hiện vài cái cành vướng víu nữa. Ôi, đau quá. Sao mà lại có cái cống ở đây chứ? Cháu có sao không? Cháu không sao, chỉ ê ẩm một chút thôi. Nhưng bánh xe mắc vào cống rồi ạ. Nước ngập thế này đi nhanh như thế, làm sao mà thấy cống đang sửa được. Mọi người đã lo lắng đề phòng ai đi vào, nên cắm mấy cành cây vào rồi. Mà tại cháu đi nhanh phóng vội quá nên không để ý. Cháu... Thôi, mưa ngập thế này, mọi người giúp con bé một tay đã. Tôi đếm từ 1 đến 3, mọi người cùng kéo lên nhé. Được. 1, 2, 3. Ôi, cháu cảm ơn mọi người. May mà có mọi người giúp cháu, nếu không chẳng biết phải làm sao nữa. Thấy người gặp khó khăn mình giúp, thì sao mình khó khăn ắt có người giúp. Đó là cuộc sống cháu à. Mình không chỉ nghĩ đến điều lợi của mình, mà để ý quan tâm đến những người xung quanh, giúp đỡ họ một tay. Nhưng điều đó lại vô cùng quan trọng đối với người gặp khó khăn. Đó chính là ý nghĩa lá lành đùm lá rách mà ngày xưa ông cha ta đã dạy. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Thật sự cảm ơn mọi người ạ. Sự tích hoa thủy tinh. Ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng nghèo, rất nghèo. Nhưng bù lại, họ sinh được một cô con gái. Cô bé là nguồn động lực giúp họ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Họ đặt tên con là Hoa. Hoa càng lớn càng siêng năng, ngoan ngoãn, thông minh và xinh xắn. Nàng giúp cha mẹ mình tất cả những công việc nhà và đôi khi giúp cha mẹ trồng và gặt lúa. Tuy nhà nghèo, nhưng nàng có một tấm lòng rất nhân hậu. Rồi một ngày, trong làng đột nhiên xuất hiện một con quái vật độc ác. Nhà vua ra lệnh cho tất cả đàn ông trong làng thay phiên nhau đi tìm và mang đầu quái vật về cho ngài. Rất nhiều thanh niên trai tráng đã ra đi, nhưng không ai quay về. Ta hứa sẽ trở về với hai mẹ con mà. Không được, cha không được đi. Con quái vật đó chắc ghê gớm lắm, nên mới không có ai quay trở lại. Con không muốn cha đi, không muốn. Con gái, ta không thể cãi lệnh vua được. Vậy, để con đi thay cha. Không được, con còn nhỏ, sao đi được. Hơn nữa lệnh vua đã ban, chỉ những trai tráng đàn ông trong làng mới phải đi thôi. Con yên tâm, cha sẽ trở về. Trong lúc cha đi vắng, con ở nhà nhớ phải ngoan. Nghe lời mẹ, đừng để mẹ buồn. Không, con không muốn cha đi. Đã 3 ngày rồi mà cha chưa trở về. Mình đang ở đâu đây? Bà là ai vậy ạ? Ta là bà tiên đây. Ôi, nếu thật vậy thì xin bà hãy cứu lấy cha cháu. Cha cháu đi tìm quái vật mà giờ vẫn chưa thấy về, không biết sống chết ra sao. Mong bà rủ lòng thương, cứu cha cháu với. Con đừng lo, cha con và những trai tráng trong làng chưa chết. Họ chỉ bị phù phép bởi con quái vật độc ác đó và bị biến thành những pho tượng bằng đá thôi. Bị biến thành tượng đá ư? Đúng vậy, và chỉ có con mới có thể cứu họ được. Ta cho con biết, con quái vật đó sợ ánh nắng mặt trời.
con hãy dùng những bông hoa được tạo ra từ nước mắt của con cắm ngay trước hang động của nó. Khi mặt trời trên đỉnh ngọn tre, ánh sáng mặt trời từ những bông hoa ấy sẽ giết chết nó. Con cứ đi về hướng Tây, nhất định sẽ thấy hang động của nó. Bà ơi, bà đâu rồi? Mình nằm mơ sao? Cái gì thế này? Hóa ra là thật, không phải mơ. Nhất định đây là bông hoa mà bà tiên đã nói đến trong giấc mơ. Mình sẽ đi cứu cha. Ròng rã một thời gian dài, ngày đi, đêm leo lên cây ngủ để tránh thú dữ. Cuối cùng nàng cũng đến được hang động của con quái vật. May mắn thay, lúc này là ban ngày nên con quái vật đang trốn trong hang. Nàng làm theo lời bà tiên, cắm tất cả những bông hoa trước cửa hang và chui vào một bụi cây để trốn. Cái quái quỷ gì thế này? À, đau quá! À, con quái vật đó đã bị chết rồi. Mình phải vào hang cứu cha thôi. Thì ra là mày đã hãm hại ta. Ta sẽ giết mày. Cha, cha ơi. Cha ơi, cha tỉnh lại đi. Con gái của cha đây. Cha ơi cha, cha tỉnh lại rồi. Ôi, con gái của cha. Cha cứ tưởng đời này sẽ không gặp lại con nữa chứ. Cha và cô bé cùng mọi người quay trở về ngôi làng. Cô dùng những bông hoa còn lại đem trồng xung quanh ngôi làng. Ánh sáng kỳ diệu phát ra từ những bông hoa đó như những ngôi sao may mắn, đem lại bình yên và may mắn cho ngôi làng của họ cho đến tận sau này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!